thử thách cầm 50.000 đi mua cá bể màu. Cũng rất là lâu rồi cũng không có quay cá. Thôi thì ok luôn. Thỏ ơi, cho tao 50.000 để tao đi mua cá. Cái gì mà bèo dưới giờ ba, còn có 20.000 sao đủ. Thôi để đi qua hỏi Mon. Mon ơi, cho tao 50.000 tao đi mua cá nha. Trời ơi, con Mon nó còn có 20 mấy ngàn là sao đủ. Cộng lại hai đứa chỉ có 48.000 hà sao đủ mua. Thôi thì có gì kêu người ta bớt 2.000. Trước khi mà đi mua cá mình cũng phải chuẩn bị hộ, chứ không phải là phóng lên xe rồi đi mua cá về rồi để nó đâu. Công nhận mấy cái hồ này lâu ngày tôi không có nuôi nữa, nó dơ dễ sợ. Rửa xong rồi thì mình bơm nước vô. Mọi người biết tôi bơm nước làm gì không? Để khử trùng cái hồ đó đó. Ở đây thì tôi sẽ khử trùng bằng Blue Sky. Để mọi người biết chứ tôi sử dụng chai nào á. Dĩ nhiên là chai 3 số 9 rồi. Có ai biết tại sao tôi không dùng 4 số 9 không? Rồi thì để tự đoán đó, đoán trúng có quà. Khử trùng hồ, dụng cụ cho cá, các bạn để càng nhiều càng tốt, không có sao hết. Muốn nuôi cá thì mình cũng phải trữ nước qua đêm, chứ nước máy cà lo không hả? Bơm cái ống này biết chừng nào nó mới gọi. Tại cái nước nó đầy mà tôi ngồi tôi ngủ gục luôn. Trời ơi, nó chảy gì nè. Còn thua con kiến nó đi đái nữa, chừng nào nó mới đầy. Để cho có tí vi sinh, tôi sẽ cho vật liệu lọc vào luôn. Hồ này rộng cho nên là tôi sẽ để 3 thanh sứ. Rồi xong rồi đó, ngồi ngóng phần 2 đi. Làm cái gì thì làm cũng phải nhớ thực hiện cái thử thách như mình đã hứa. Ôi mà trời ơi, sáng sớm ta nói dắt cái xe ra tôi thấy có điềm nữa rồi. Mọi người có thấy cái gì không? Bầu trời nó đen thui luôn. Sẵn thì bữa nay tôi dắt mọi người đi tham quan cái Cần Thơ luôn. Chú cha mà ơi, nhìn cái đường là tôi thấy tôi bắt ổn nữa rồi đó. Giống như đi tày thiền để thỉnh cái chân kinh. Mà gặp phải cái kiếp nạn cuối cùng, tôi đang chạy xe mà tôi tưởng tượng mấy cái vũng nước là mấy cái hố á, tôi sợ chạy xuống dưới lẫn lọt dưới luôn. Qua cái khúc này là nó hết rồi, tại người ta đang làm cầu á. Cuối cùng thì cũng ra được cái đường lớn rồi. Từ đường Trần Hoàng Na chạy thẳng lên phía trước, gặp cái đèn xanh đèn đỏ, đi qua cái ngã tư này rồi mình tiếp tục mình chạy thẳng lên, xong rồi bỏ thêm một cái ngã tư nữa rồi mới tới chỗ mua cá nha. Cái chỗ này là tôi hay mua hoài à, tôi mua trùng chỉ á, mà cô bán cá bể màu rẻ dữ lắm luôn. Cũng rất là lâu rồi tôi mới ghé lại chỗ này. Hồi xưa tôi cũng hay lại đây, tôi mua mấy cái thùng xốp để về tôi nuôi cá. Ở đây cô chủ yếu bán cá cho mấy đứa học sinh sinh viên nó chơi, một cặp chỉ có 10-15k thôi. Hôm qua có 48.000 à, sáng sớm cái tôi xin ông anh được 2.000 nữa là chẳng 50.000. Vậy là tôi có thể mua được 5 cặp cá rồi. Mua cái 5 cặp cá mà bắt cô dẫn đi coi vòng vòng vòng. Này là bầy bà lu tặc văn nè, còn đây là chồng của cô, là cái người mà nuôi mấy con cá đó đó. Mà ta nói ha, cô chú ở đây nhiệt tình lắm, mà dạo này cá bảy màu nó ra nhiều vòng quá ha. Cô chú nói mà tôi không biết cái vòng đó luôn. Cái vòng gì mà tên Đắc Long, Đắc Năm, Đắc Nai gì tôi cũng không biết nữa. Nói chung là nhìn nó giống con bà lắc màu đen lắm. Tôi là tôi không có giỏi tiếng Anh, cho nên là tôi nói cái giọng đó, mọi người biết cái giọng đó giọng nào không? Việc đầu tiên khi mới mua cá về thì chúng ta phải ngâm cái bọc cá vô hồ khoảng 15 phút. Vừa về tới nhà là ông trời ông mưa tầm tã. Bọc cá tôi để ngoài tôi chưa có thả nữa. Đợi nó tạnh mưa xong rồi bây giờ chạy ra thả nó ra nè. Tổng cộng là tôi mua được 5 cặp, một cặp 10.000 nha. Đây là dòng đất Nai. Đất là gì? Nai là gì? Nai là tối hả? Thôi kệ bà nó đi. Đố mọi người biết chứ bữa nay tôi sử dụng cái chai nào nè. Dĩ nhiên là tôi sẽ xài chai 4 số 9 rồi. Mấy bạn có biết lý do tại sao không? Đố mọi người biết chứ tại sao mà tôi không dùng 3 số 9 đó. Cá mới về thì mình nhiễu một giọt thôi. Nhiễu nhiều là thành cái bầu trời xanh luôn. Để tầm 5 phút là mình có thể thả cá vô hồ được rồi. Ông anh của tôi cũng thấy trời mưa, cái ông nói à, mấy con cá mày nó ngẫm hết trơn kìa. Cái chạy ra coi có thấy con nào ngẫm đâu. Ông nói để cho mình chạy ra mình thả mấy con cá. Mình cũng hơi lô bu cái mình không có nhớ. Cái ông nói gì đó.